Ta-da! Nhóm SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cô Ica. Hôm nay mình có bạn cùng khám phá trong đơn hàng lần này chúng ta sẽ có những gì nha các bạn. Thì trên màn hình các bạn đều một số đọc truyện mình sẽ tiến hành review trong lần này. Chúng ta sẽ có là Kumi nữ hàng sở tiếp tập 21, tập lẻ không có quà nha các bạn. Rồi Học viện siêu anh hùng tập 33, rồi Marcel tập 1 nha các bạn. Và Thám tử đã chết, phiên bản đây là một tập thôi, phiên bản hai bìa đó các bạn. Rồi Sáu sáu tăng tập 14. Rồi mời các bạn cùng chung ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hết phía dưới. Nếu video này sau một tuần đạt được 1000 view, mình sẽ tặng cho 5 bạn, mỗi bạn một cuốn bất kỳ trên màn hình nha các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và hãy mong chờ video này nha. Rồi mời các bạn cùng chung ngưỡng qua các tập truyện trước khi mình review chi tiết hơn về những tập truyện nha các bạn. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng khám phá tập 6 của Thám tử đã chết nha các bạn. Đối với tập 6 này, khi các bạn mua các bạn sẽ được tặng thêm một cái bìa, đây là bìa 2 được tặng kèm đối với phiên bản đặc biệt tập 6 nha các bạn. Nhưng mà lúc vận chuyển thì là bị mớp rồi các bạn. Còn đây là bìa chính của Thám tử đã chết tập 6 nha các bạn. Bộ này là Rainbow nha các bạn. Thì chúng ta sẽ kèm thêm một số quà tặng như sau. Đây là các kẹt bó gốc nè, 1, 2, 3 kẹt bó gốc ha. Rồi một bút mát nè, mát nha các bạn, này khá là xịn sò nha, nhưng mà kẹp bo gốc khá là nhỏ nhưng mà rất là cứng cáp và chắc chắn nha các bạn. Rồi đây chúng ta sẽ cùng khám phá qua cái phần bìa, là bìa chính của Thám tử đã chết tập 6 phiên bản đặc biệt. Thì bìa này không được cắn bóng các bạn, một cái bìa bình thường thôi, không được cắn bóng gì hết nha các bạn. Còn đây chính là level của chúng ta, level chúng ta sẽ có một số tranh minh họa ở đầu, của quyển level các bạn. Đây là một số tranh nè, đây chính là cái trang bìa. Trang bìa được tặng kèm nha các bạn. Rồi nội dung của Thám tử đã chết đây là tên gốc, đó là series Light Novel trinh thám của tác giả Nigo Shiro, người đã chiến thắng giải thưởng tân binh của MF Bukowski lần thứ 15 dành cho các tác giả Light Novel mới chuyển vọng. Tính tới thời điểm hiện tại, Thám tử đã chết ra mắt tập 6 tại Nhật Bản với doanh số ấn tượng 850.000 bản được bán ra, cùng hàng loạt các phiên bản chuyển thể truyện tranh mới nhất là TV Shomi Animation cũng được công chiếu bản quyền tại Việt Nam. Rồi mời các bạn cùng chung ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hết phía dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.